Kinh của Đức Phật Thích Ca ngày xưa nói, ở thời mạt pháp Hà Hao Ơn này, khi mà nhân loại giảm tuổi thọ thì Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện. Khi đứa con nít 5 tuổi mà nó biết chuyện người lớn thì Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện. Khi có một người mặc áo đời mà độ được chúng sanh thì Đức Phật Di Lặc xuất hiện. Và sau này sẽ trao y bát lại cho của Phật Thích Ca trao Phật Di Lặc. Tất cả đều đã xảy ra. Khi địa cầu này biến thiên biến địa, thời tiết thay đổi, quý vị có thấy đều xảy ra hết. Đùng một cái một năm Trung Cộng chết mấy chục triệu, nó giấu hải ngoại mà nó chết thấy như củi. New York, Âu Châu, Pháp, Ý rồi Ấn Độ, một người mười mấy tuổi, hai chục tuổi, ai mà dính Covid rồi là ra đi không bao giờ trở lại. Cái đó có phải là giảm tuổi thọ không? Phật Thích Ca rất là cao siêu, ngài nói là có. Chứ đâu phải là giảm tuổi thọ cái kiểu mà mình ấy đâu. Bệnh chết yếu gọi là giảm tuổi thọ chứ còn cái gì nữa. Quý vị ngồi phân tách đi, ở trên giải thích cho chuyện nghe vậy đó. Vậy mình cứ nghe thời mấy ông thầy quốc danh, ồ 9.000 năm nữa. Quý vị nghĩ 9.000 năm nữa mấy ông thầy BD, mấy ông thầy mà có vợ con đùm đề ở ngoài đời á, chắc là thôi á, dân tộc Việt Nam mình đi về đâu? Chắc mình nói tiếng Tàu hết rồi đó. Mình quên nước mắm luôn á, ăn xì dầu hết rồi.